Và chúng ta đến với trận đấu tiếp theo bằng trận đấu bản lề trong siêu thứ ba của siêu cuối cùng ta trong buổi giao hữu sâu mắc vào buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ Roman cho son bên mình là Egyptian. Sao quen thế nhỉ? Rồi tôi nhớ rồi. Vâng, có một trận bên mình là Egypt và Sen bên đoàn 2 cho son, trận đó thì họ quýt luôn. Nhưng trận này thì có một chém tuyển Roman và bên họ không quýt. Vâng, cũng có cho son nhưng lại có một Roman. Ngày hôm nay quần của Genji là khá đẹp ở trong xe đấu này cũng như xe đấu thứ hai. Xe đấu đầu tiên thì có vẻ như là tét máy ấy. Tét máy được quần bản nó hơi xấu rồi. Còn xe đấu này thì là quần đẹp lắm rồi. Trận trước 2-3, trận này là Egypt Sen. Và các bạn cùng xem mảnh máy Sen của thủ Chivo. Chiến thuật đã đơn giản thôi, hai chém được, một chém một cục được, đừng đánh hai cục là được. Bằng Sen thì so với Roman và so son thì là cửa trên là quá nhiều rồi, điều này tôi không cần phải nói nữa. Còn Egypt thì đối đầu với hai quân bên phía bên kia thì có rất nhiều bài đánh, thẳng cung thì cũng được, mà nếu như chắc cối hơn thì là cung thổi phù. Vâng, chúng ta quay trở lại trận này thôi. Một trận có thể là mắc bình của Sen rồi. Quả phụ có hiệu đồ về 5 con, 2 voi đồ về. Và sẽ nhường cho chim sẻ nắng cái đàn hiệu này. Vâng, đây là chim sẻ. Đấy, được ăn đàn hiệu đấy, ông đàn đi. Vâng, lại bị câu trộm con voi. Và như lại Hồng Anh thì phải. Có một trận thì chiếc voi bị câu mất một con voi do Hồng Anh, chẳng biết bị câu. Mà có phải Hồng Anh không? Người chuyên đi câu trộm voi. Vòng bài cũng là đủ đồ đấy nhỉ rồi. Vòng bài không khác gì chiếc voi. Quan trọng đó là không có hiệu lùa về thôi. Có voi lùa về là cũng được rồi. Quay trở lại với mảnh máy đánh chém của chiếc voi. Và bắt đầu căn dân ăn bán bảo phụ 2-3 dân. Nếu như chuẩn sẽ là 6-50. Đây là tôi đánh đấy. Chị bò không biết là như, không biết là như thế nào. 6-50 được không? Tôi đánh 23 dân, còn chị bò đánh 22 dân. 6-35 mà các bạn thấy không? Tôi đánh cái nó phải khác. Chứ nếu chị bò đánh 23 dân thì phải kích ở 6-55. Và vẫn thua tới 5 giây. Vâng, tướng kích đúc. Rồi, bà đánh chế mình lên được siêu sớm rồi. Trận này nếu ép chuẩn sẽ là 8-55. Chiếc voi chậm 3 giây nhưng mà sẽ là 9 tròn. Chiếc voi chậm mất 5 giây, khả năng là 9 tròn trận này nếu như ép chuẩn. Và quan trọng bây giờ là thịt thôi, gỗ thì sẽ là đủ rồi. Mà lực lên đời thì là siêu khỏe. 14% đến từ Gunny và 23% đến từ Hồng Anh. Hai thủ đều đánh 25 dân. Như vậy thì cũng không có một cái bài gì đó nó quá đột biến dành cho các thủ bên phía đối phương. Trận này phải Gunny đánh 21 dân đấy. Tôi thề luôn. Phải Gunny đánh 21 dân trận này. Vâng, lại chậm mất 5 giây. 9-05. Cũng rất sớm rồi. Có lẽ do chắc chắn sẽ là đầy đủ công giáp. Rồi, rất tuyệt vời. Đẩy con lợi giò xuống góc 6 giờ. Và đối thủ nhà của chiếc bòi sẽ là ai? Ông nào cũng được rồi, ông nào cũng mút tận xương luôn. Thêm bãi quả để ăn hoàng. Gặp game thủ Hồng Anh, game thủ 14. Người cầm dường như đang chuẩn bị đóng ra điều kiện thì phải. Vâng, phút thứ 10 chọc giò cả mắt 4 đó là vô cùng. Hồng Anh Gunny resize rất nhanh. Và đến ngay từ đầu thì đỡ phải mất thời gian. 2-1 trong giờ thứ 3. Và chúng ta sẽ đến với